Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh, chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh, chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì hiện tại giờ Long đang ở một cái lò gạch gì đó ông bà bác ơi. Lúc trước Long thấy Minh Thành, cũng như là những cái Minh Thành với anh Liêm đi tới đây giúp một cái dòng nó nhập anh Thành đó. Rồi kể một câu chuyện như này này kia nọ đó. Thì anh Liêm cũng giúp đi về chùa tu rồi. Nhưng mà Lâm nghĩ ở đây rất là nhiều dòng, tại nó u ám quá trời đó. Thì dòng rất là nhiều. Giờ Lâm sẽ cố gắng tìm hết cái vị trí này. Lâm mà nãy đằng kia Lâm thấy có cái máy gì đằng này nè. Lâm mà cũng thấy rồi. Nên bắt cái máy này chia sẻ cho bà con bác xem. Lâm sẽ bắt cái máy đi thẳng vào trong đó coi. Coi có cái dòng mà quỷ gì chú ngủ đó không, để mình tìm hiểu xong rồi mình giúp đỡ họ nha. Bây giờ thì video thế nào, mời ông bà theo dõi nha. Ước thầy chừng lầm nha mà bác ha. Làm mà sửa khung hình lại cho nó dễ thấy chút xíu nha mọi người. Thầy có đi không ta? Mình đi qua mấy bên này thật rồi. Cái bên này nè. Này rộng lớn mà mình nghĩ có quỷ ở đây không? Đi xa xa lắm thấy gì chổng không mà. Ai vậy? Ai vậy trời? Ôi! Ai đó? Thì kẹo mà bác ơi kìa. Kìa. Quỷ ai người à? Hả? Quỷ nói chuyện sốc thiệt chứ. Quỷ thì nó quỷ đây là không sao sao. Quỷ đâu ra vậy? Ai vậy? Ta hả? Tự hiểu vậy biết người ta là pháp sư nhỏ xíu xíu. Chuyên gia đi giúp đỡ dung linh dung hồn. Lang thang đói khổ. Phải ma quỷ gì đói khổ ở đây không? Hả? Tao là quỷ. Hả? À. Mà tao không cần giúp đỡ gì cho pháp sư gì kệ mày chứ. Để đi cho tao ở đây. Giúp gì? Trời đất ơi. Cái là quỷ đây là ở đây làm quỷ nhát người ta hay gì? Hả? Hả? Phải không? Pháp sư mà mình ngon làm gì? Pháp sư sao không ngon? Pháp sư nó bắt ma quỷ mà không ngon gì? Cha mẹ tao tao còn không nghe nữa. Nó chi mình mày pháp sư. Vậy hả? Có tài cán gì không mà liệu quá à? Hả? Có tài cán gì đâu. Trời ơi, gì cũng làm quỷ nữa, làm quỷ phải có tài cán. Quỷ mà tài cán làm gì? Trú ngủ ở đây chi? Tính tính trộm cướp máy móc của người ta hay gì? Làm chùm ở đây nè, khu tôi quản lý nguyên cái khu này nè. À. Giữ cái máy này nè. À. Giữ mấy cái máy này. Làm trùm khu này. Chà, giữ vậy sao? Hả? Chị mình làm cái máy sẽ lại gần cho con quỷ này. Còn đang thổi con thui không các bác ơi. Từ đó trời. Hả? Về đi đâu không nghe lời đâu, đâu có không đói bụng đâu. Tao cũng muốn mượn mày giúp tao gì đâu, tao cần đâu gì vậy. Vậy hả? Mày tôi thích giúp rồi sao? Không giúp rồi tao bắt không à.
Pháp sư bắt á. Bắt được không? Không được. Dỗ xuống đây. Có tài cán hay xuống đây? Muốn bắt thì mày lên đây. Không xuống đây à? Ồ, tao biển trèo lên lắm. Không biết trèo. Chỗ này. Gì sao mà bắt nó được? Bây giờ nếu mà tao biến lên trở là bắt được rồi thôi cái gì? Hả? Thì mình làm cái thực mà lên trở nó không bao bắt ha. Phóng lên đó cho coi nè nha. Biến lên trở luôn coi nè. Thực. Tính bắt nó thiệt hả? Thiệt. Đấy là nghe. Thật này dùng cho ma quỷ nha mà bắt. Lên. Lên. Lợi hại có tài chưa? À. Từ dưới tao bay tới đây luôn ghê chưa? Biến luôn cho bay cái gì? Lợi hại chưa? Tại vì mày là pháp sư đó hả? Pháp sư. Mới thấy mày dưới mà mày lên đây rồi. Ừ, vậy tao muốn xuống trời dưới là cũng được, bình thường hả? Ông xuống được không? Không, bây giờ ông đi xuống dưới để tôi xuống dưới cho ông coi. Có tài cán gì không? Thử biến cái coi. Hả? Tao là quỷ mà. Thì quỷ, chứ nhiều khi quỷ nó không có pháp thật gì hết. Mà sao mà ông vừa tôi giúp đỡ à? Hả? Tao không thích giúp đỡ, thích ở đây à. Như hả? Ê. Sao? Mày là pháp sư hả? Ừ. Tao quỷ, tao thích cái vụ mà biến của mày đó. Ừ. Như sao? Chỉ tao được không? Được. Chị à, chị làm gì? Đâu giờ chỉ tao biến xuống dưới. Quỷ mày tự biết biến thì cần gì chỉ không nội. Không quỷ không tự biến chứ. Tao không biết. Không biết tao biến không xuống dưới ha. Không, mày đâu mà mày biến tao xuống dưới được thì tao nói chuyện mày chứ. Chị xuống dưới đó phải không? Xuống đó ha, nói chuyện, nếu mày xuống đó được thì nói chuyện chơi ha. À. Xuống. Ghê chưa? Ghê ta. Ủa bây giờ cho ông xuống là tới tôi làm sao ta? Tôi trèo xuống hả? Mày hả? Ừ. Để mày lại nó chơi. Trèo xuống hả? Mà coi mày là chụp cái khung đó luôn á. Chụp khung này luôn hả? Ừ. Chơi. Vậy là kêu đại ca đi. Đại ca pháp sư. Nó cần giúp đỡ gì không? Hả? Giúp gì? À, đứng ra tôi xuống rồi, xuống chờ đi. Xuống nghe. Xuống nghe. Phóng xuống nè. Mà đừng khóc. Biến xuống. Ghê ta. Ghê hả? Giờ làm vậy mới được chứ. Giờ sao nói chuyện chơi được chưa? Có bản lĩnh đủ đẳng cấp mà để nói chuyện không? Hả? Hả? Mày quý. Cũng hấp sư ha. Hấp sư mà. Mấy thằng kia nó vô đây nè. Dạ. Nó cũng nói nó là đi giúp ma, giúp quỷ, bắt quỷ, bắt ma gì đó. Cúng cho tao mấy cái bánh hả mày ơi. Dạ hả? Tao đâu có thèm nó giúp, tao đâu có thèm quan tâm với nó. Dạ hả? Rồi bây giờ tôi giúp ông được không? Là cúng bánh mà không dùng luôn hả? Không quan tâm luôn hả? Ồ. Bánh mà ăn không no không có lâu. Vậy hả? Cơm no mới lâu phải không? Thì tao thích ăn mấy cái động vật. Trời ơi. Ghê à. Rình mấy con rắn mà nó chết. Vậy hả? Là bắt được con nào chưa? Ăn được chưa? Bắt được đâu mà bắt được. Mấy con rắn là mà chết đó lại hử hơi nó thôi. Vậy hả? Thôi là quỷ rồi, là ma rồi, ăn uống gì được. Vậy hả? Đi hàng. Thèm quá, thử cho nó đỡ. À. Chứ không thèm ăn bánh. Vậy yeah. Vậy mày, không tao thấy mày hay á. Hay không, giúp được không? Mày giúp, mấy mày giúp tao được mẹ đi, không được tao ở đây hoài. Cũng làm quỷ hoài. Vậy cúng cho đồ ăn cho ấm đi, cho ấm no đi rồi mới giúp được, hay là sao? Cúng đi. Có cơm kìa. Có cơm hả? Có. Có cơm được. Một cơm với trái cây. Được. Tổng ra mà nóng bánh quá. Mất cơm. À, hưởng mấy cái hời cũng mấy rắn.
Xích gì? Mũi không? Vậy hả? Vậy vậy tao đi à? Đi gì đứng ở đây? Đi hả? Đi để tôi kiếm tìm chỗ tôi đặt cái máy cái. Rồi, ông tạm luôn ngoài đây để tôi kiếm tôi lấy đồ tôi cúng cho ông rồi. Chút xíu ông ra ông dùng rồi dùng xong rồi kêu tôi nha. Rồi, đi đi. Ừ. Tưởng quỳ lười lợm làm ba cái chiêu trò là con quỷ này là biết lắng nghe biết sợ được bà bác ha. Rồi bây giờ Lâm chắc không nói vòng nhiều Lâm tìm chỗ nào đặt cái bàn nghệ thịt cúng vô vòng này mới được vậy cho bà bác ha. Lâm tìm chỗ rồi giờ mình sẽ đặt ngay đây nha bà bác ha. Cái tấm này ôi chỗ nặng quá vậy ấy da thôi cái tấm này quay cho nó sạch chút xíu nãy nó nói mấy thằng kia là mấy thằng nào trời quỷ này nói ai vậy ta. Lấy sao đi đi chả ngán bánh nữa thì kệ lỡ rồi cúng luôn đi bánh cũng phải ăn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thánh Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Điện Thâm Bồ Tát, Nam mô Cứu Linh Gia Chủ Thổ Thần Thổ Địa nơi đây, đặc biệt là cái dòng mấy thời, cái thúi thua mấy thời. Hãy dùng bánh trái đi, nếu cần bị giúp đỡ thì giúp đỡ cho nghe. Giờ là mà tạm lui ra, cho cái dòng này ra dùng đi, lát rồi mình vô mình tìm cách mình hỏi thăm, giúp đỡ nha. Đúng là pháp sư rồi. Bây giờ mình biết là hành cái con quỷ biết biến rồi. Con quỷ 13 năm nay rồi. Mới biến được có lần một. Cơm nước ngon lành quá hen. Thử miếng coi. Ngon không đây?
Ngon. Đã tha. Ăn cho hết luôn. Là được lột một bữa rồi. Quá đã rồi. Còn gì bằng nữa. Biết nước rồi trần trần dễ nuốt vô. Pháp sư tốt hơn mấy thằng kia, mấy thằng kia nó cúng có mấy cái bánh đâu có thèm ăn, mà dù có đói mà tao đâu ăn. Thử bánh của thằng này còn ngon không? Bánh này ngon. Cúng đồ tốt không ha. Cảm ơn pháp sư nha. Pháp sư có khác à. Trái này cũng ngon luôn. Ồ. 13 năm nay rồi đó. Bữa nay mới được một bữa. Xứng đáng. Không uổng là gặp kiếp vong. Hôm nay được no ấm. Phải hồi đó mà nghe lời cha mẹ đâu có chết, giờ chết rồi mới hối hận làm sao đây, hối hận không kịp. Chết là mới biết ăn năn hối cải. Ai biết gì, làm đứa con cho nó đàng hoàng một xíu. Đâu có chết thành ma thành quỷ giờ. Cái giấc dưỡng đổi khác. Không có chỗ ở, không có chỗ nào nương tựa. Ở chỗ này lạnh muốn chết. Ngon quá. Cảm ơn ông nghe pháp sư ơi. Thật là tốt quá.
giờ mình làm sao đây, mình lên trên đó mình ở nữa hay sao, hay là mình ngồi đây, bây giờ ăn no rồi. Chào Nguyễn đẹp. Chào. Chào. Cũng cơm ngon không? Ngon. Đó. Ừ. Cho hổ xíu chuyện đi. Sao mà ngẩn cụ đèo chết vậy? Để tôi nghe tôi giúp đỡ chuyện kiếp thành người ông ơi. Cái làm quỷ gì đâu có lợi gì đâu. Sao chết à? Bị lọt xuống mương chứ, xuống sông chết. Thì bộ lọt sông chết hay vậy? Anh dạ không? Dạo chuyển qua lọt cái tết, chết chết hay vậy? Hồi đó giờ mà ông có thấy ai đi bộ mà lọt sông chưa? Có. Đi cặp cái cầu thị. Lọt sông. Tôi chạy xe, lọt sông chết. Chết 13 năm nay rồi. Sao mà chạy xe lọt sông mà chết dữ vậy? Chạy tốc độ quá hay gì? Tôi không có còn kiểm soát bản thân được nữa. Tôi đang hưởng cái cảm giác lâng lâng của cái cuộc vui. À, nhậu quá hả? Không nhậu, tôi không biết nhậu không ơi. Chứ làm gì lâng lâng? Tôi đang mơ tưởng tới cô ba chạy xe. Chạy xe cái đâu có lo nhớ cô ba gì hả? Cô ba mình, cô ba gì trời? Ủa, hiểu coi, tôi nói tôi còn chưa hiểu nên nói chị ông. Cô ba là cô ba của tôi á. Cô ba là cô ba của anh em của tôi, thì ở lúc mà mình lăn đó mình nhớ cô ba. Tôi nhưng mà tôi nói ông giúp tôi không? Tôi là cái gì cũng giúp trơn, ông giờ có gây tội lỗi làm thế nào tôi cũng giúp ông được hết trơn á. Tôi là thành phần xấu ở trong xã hội nè. Tôi lỡ chơi chơi hàng đá. Đá hả? Chơi chơi đá. Tôi nói chơi đá là chạy xe bé chết nha. Thì đó đang nhớ cô ba đó, là nó đang hương phấn đó, nó đang lăn lăn đó, đâu có biết được gì nữa. Để kể cho ông nghe. Kể đi. Quê tôi cách đây xa lắm, vợ tôi ở ở Tây Ninh đó. Nhà tôi, cha mẹ tôi ở trên đó, nhà tôi giàu có lắm. Cha mẹ tôi có mình tôi hả? Tôi là thứ hai mà cũng là út luôn. Thì là nhỏ lớn lên cha mẹ nó không chịu mà cho đi học hành, tôi cũng không học hành gì hết. Phải chơi tụ tập bạn bè rồi chơi hạt đá đó. Chơi đi rồi không có làm gì có tiền, về xin tiền hai ông bà già. Ông bà già không cho thì tôi chửi. Tôi nói ông bà có tiền của để làm gì? Tôi xin có mấy trăm ngàn ngày không cho. Để làm gì? Để chết cũng đem theo. Có tiền của thì vàng vòng cái đống cái đèn ruộng đất cò bay thẳng cánh để làm gì? Ai biểu không? Hai ông bà sanh đẻ tôi ra chứ giờ xin tiền không cho. Rồi xin tiền đi làm gì chị, chơi đá mà sao mà cho không được. Đá không luôn chứ đừng cho. Chứ ai biểu ông bả tạo tôi ra chị. Tôi lỡ ghiền rồi thì phải lo cho tôi chứ. Rồi sao nữa? Tôi xin hoài. Không cho làm sao? Không cho rồi tôi đánh ba cha mẹ tôi luôn chứ sao? Trời đất ơi, bắt hiếu gì ông nội. Thôi không được rồi. Thì sao nữa? Kể nghe coi. Thì
giờ bây giờ ở trong nhà mình á thì mình dễ kiếm chuyện hơn, dễ kiếm tiền hơn, chứ ra ngoài bạn bè khi quánh lại nó chứ, tại ông già bà già tiền của nhiều lắm. Vậy là ông là con thứ mấy trong nhà mà tại sao mà giờ ông bà già là phải chiều phải cho tiền ông? Tôi có một mình tôi là thứ hai rồi thứ út luôn. Ừ, tại là Dữ nghe. tôi là quý tử của ba má tôi, Trời, dữ vậy sao? bởi vì tôi muốn gì được nấy à. Quý tử hay nghịch tử? Thấy không, giống nghịch tử rồi đó. Sao nữa kể nghe coi. Thì cứ vậy hoài đó, tôi chết hôm nay 13 năm rồi. Vậy là coi như là mình là con mà dám đánh cha mẹ là tội, là rồi nặng lắm, bất hiếu cha mẹ. Bởi vì ông chết, ông nói nhiêu năm? 13 năm. Chết 13 năm này chưa có được siêu thoát đúng không? Rồi rồi 13 năm nay rồi, có ai đi kiếm không, đi trả thù gì không, ai quỷ dữ rồi tìm để kiếm chuyện nhân quánh ông không? Không Tôi có sao? kiếm mà tôi trốn ở đây. Có cái bà, có con quỷ kia kìa. Nó nói tôi lúc còn sống mà bất hiếu với cha mẹ, tính quỷ tính bắt tôi, nó tréo trâu lên cây, trói lên cây cho xét đánh tôi. Tôi trốn lúc mà tôi còn ở trên Tây Ninh đó. Là ông là quê ở Tây Ninh, Tây Ninh vùng đất cũng linh thiêng, có núi bà đó nữa, tại sao mà nó tu hành đại gia hộ cho để mà có phước có đức, cũng lo làm ăn, tối ngày rồi chơi bời gì không, không làm gì nuôi ba mẹ nữa hả? làm gì, ai biểu ba mẹ tôi giàu có làm gì, tôi không làm chết á. Tốt ngày tôi ngày tôi cứ đá có 2 lần à, sáng đá ăn cử, chiều đá ăn cử. 2 lần ăn đái không khỏi ăn uống gì luôn, Ăn chứ, cũng ăn cơm bình thường à? ăn thì cha mẹ nhà nấu đó cho Rồi ăn. đúng là con nghịch tử thì ăn thằng con ông nội nè. Về xin tiền còn đập ổng bả, là bắt ổng bả nấu Rồi cơm cho ăn nữa, khua ông luôn á. đời của đời tôi sung sướng lắm ông ơi. Ôi, tôi mà bữa nào mà cơ đồ ăn không ngon là tôi đâu có ăn, tôi đổ bỏ hết luôn á. Chồng quả báo tới rồi mới chết này đúng không? Rồi sao mà chết, kể cho rõ rồi, té xong rồi té làm sao, chạy xe té hả? Lúc đó mấy giờ, chạy qua đường nào mà té dữ vậy? Thì đã kể từ giờ ông nghe, Kể tôi phá của cha mẹ tôi dữ lắm. đi. Rồi tôi tính không có phá của nữa, tôi tính đi lên Sài Gòn kiếm gì đó làm, chứ không lẽ giờ mình báo cha báo mẹ hoài. Trời ơi, tôi đi một cái cha mẹ tôi mừng vẻ, mà bây giờ má tôi bà nói cho cái thằng Út hai nó đi, không lẽ thì tôi mua heo mua gà gì tôi cúng ở đây, nó báo quá trời Chịu nổi hả? gì đó. Cái tôi đi được mấy tháng à, Làm gì trời? đi cũng biết làm được gì đâu, đi được mấy tháng Hết tiền nữa đi về. Thấy sao? không có đi về, Chứ đi đâu? đi lên trển là tập bè tập bạn với mấy thằng kia đó, mấy thằng anh nó lớn lớn đó, mượn tiền nó, Tiền nữa hả? mượn tiền nó rồi nó về nó báo ông bà già vô nữa. Bắt ông trả nợ giùm hả? Mấy giờ mấy đại ca cái Sài Gòn á, nó tôi cho địa chỉ nhà Trời tôi ơi, ở kêu bà già trả xuống đợt mới trả 30 triệu. Trời ơi, bà già thua tôi mới chửi thua rồi, đầu hàng. rồi chuột tôi đi về không có làm gì được đâu, đi chợ cũng không làm gì được chứ. Mà Về nhà có tài sản gì mà nghe nói có bộ rồi, cha mẹ khá dữ vậy, làm nghề gì mà khá vậy? cha mẹ tôi thì có ruộng có đất, mà có mình tôi là con à, ruộng đất cò ba thăm cánh nhiều lắm. Thì lâu lâu cái bán bạn mẫu, Đâu rồi? ổng bán bạn mẫu để dành lo cho tôi vậy, Cậu nó ghê mà không mà nào mà không có tiền tôi chửi. vậy? Chửi ra đánh luôn. Không cho là đánh luôn. Tôi không có dám quên luôn quên bà, Thì quên ổng, quên ổng tôi lại. không có dám quên ổng mà tôi quên bà, mà tại bà lớn tuổi hơn ổng, bà già rồi, Không. ổng thì không dám quánh.
tôi chửi ông không à, quánh là ông quánh lại chết à. Ui sợ đó. Lúc đó nhiều tuổi rồi mà sợ ông già rồi ông sợ ông đó hả? Tôi chết mà là mới có 22 tuổi à. Ôi, ngu trẻ gì, bồng bột quá trời đó. Sao nữa? Kể hết đi, gấp gấp cho. Thì vậy đó, thì cứ ăn chơi hoài vậy đó, thì cứ chơi chơi này chơi kia. Bữa đó ông làm gì chân ha? Bữa đó ông già ông mới bán nguyên mẫu ruộng. Dạ. Thì, ông để trong cái tủ sắt. Đi vô cài cái tủ sắt ông lấy phần nửa. Lấy phần nửa rồi đi chơi cho nó đã. Chơi cho nó đã rồi cái chơi chưa có đã nữa. Rồi đi vô quán bia ôm luôn. Chơi chuyến này chơi lớn luôn. Hết tiền luôn. Chuyến này chơi chơi cho, chơi cho nó hết tiền luôn mà. Chơi hút lắc luôn, cộng thêm đá luôn vô. Ngáo luôn rồi, ngáo. Chơi này ngáo dữ luôn rồi đó. Rồi sao? Chơi xe té luôn hay gì? Chơi quá trời chơi rồi nó không có còn là mình nữa. Kiểm soát không được. Kiểm soát hết được rồi, nó hai ba thứ nó dập vô rồi nó không chết là may lắm rồi đó. Nó gặp cô ba, nó gặp cô tư, nó gặp cô năm luôn. Rồi. Thì cái tâm trí của tôi á là hết biết gì rồi. Là chỉ là tâm trí lúc đó là nó lăn cảm giác nó lên trên mây hết trơn á. Ông chắc ông không hiểu được cảm giác đó đâu. Tự có chơi đâu biết rồi. Ừ, tôi chạy gì đó lăn tới cái cầu, buông cái tay ra. Ghê. Ừ. Buông cái tay ra nó tông vô cái thành cầu đó. Rồi cái xe nó còn là cái xe nó còn nằm ở trên đó, nhưng mà tôi cứ bay luôn cái sông chứ. Mày biết lỗi không? Mày sao đi luôn vậy? Lúc đó là mình là giống như là quá, tôi tưởng tượng tôi là tiên vậy đó. Dạ. Yeah, bay. Tôi tưởng là mình mình là tiên, mình là bay thiệt luôn vậy đó. Nhưng mà thật sự thì nó đạp phê thuốc bay rồi, luôn ha. Rồi xuống dưới luôn rồi chìm luôn. Đi gì luôn, chìm xuống cái đáy cầu đó luôn. Rồi cho ông vừa tội đó, ông quả báo nhãn tiền đúng không, bắt hiếu cha mẹ, phá tài sản, quậy đạo phản, quánh cha anh mẹ, là làm cái gì làm, mình xài tiền của ba mẹ thì ông nói đi, mà còn quánh bả nữa thì tôi thua ông rồi, cái này tôi cứu không nổi rồi. Vì chứ tại tôi kêu bà đưa tiền mà không đưa, không quánh sao lòi tiền ra được. Nhưng mà tôi chèm xuống cái đá cầu đó. Cái xác tôi nó lửng. Rồi nó trôi lửng qua nó cái xã khác luôn. Yeah. Rồi cái xã khác á, nó mới tôi mới nổi cái xác lên. Người ta thì người ta chết á ở dưới nước á là 3 ngày ta nổi lên rồi. Còn tôi sao tới 7 ngày không biết nó bị cái gì á, bị sao nữa mà cứ lửng ở dưới đó hoài, nó không có nổi lên. Tới 7 ngày nó mới nổi lên qua cái xã khác, rồi người ta mới thấy cái xác tôi đó, ta mới biết tôi là con của cái ông ở Tây Ninh đó. Người ta dám về. Người ta đem cái xác về, nói ô cái thằng này, cái thằng phá gia chi tử, cái thằng này nó quậy dữ lắm nè, lúc nó sống nó quậy dữ lắm nè. Có khi có người ta nói thôi đừng có nó bỏ luôn đi, có người nói thôi đừng cho gia đình nó hay. Này nó chết đi rồi nó xã hội này còn mừng nữa. Có người kia nói thôi giờ nó cũng chết rồi. Thôi để đưa cái xác về cho cha mẹ đi, cha mẹ tôi em về cha mẹ tôi thì cha mẹ tôi không bắt khóc không ạ? Mắc gì khóc? Ông là con bắt hiếu rồi là con mình nữa, khóc cái gì quánh bả, nhất là bả chắc bao thèm khóc luôn. Không biết sao mà cho tôi thấy lúc tôi còn sống thấy mấy, cũng có mấy thằng chết rồi sao mà cha mẹ ta khóc như nó ma vậy đó. Mà tới tôi sao cha mẹ tôi không có khóc gì? Kỳ ha. Rồi vậy đó, rồi tôi còn phá thêm một đợt nữa. Phá gì nữa? Tôi thành tôi chết xong rồi chôn. Rồi giờ tôi quậy ông già bà già nữa. Quậy kêu bây giờ bà phải cúng cho tôi một chiếc xe. Cúng cho tôi thì là tiền đô la âm phủ gì lặn xuống tôi xài coi, giờ tôi thành ma rồi.
Ủa, tiền đâu xài? Rồi ông má có đốt không? Với tiền đây đâu mà tôi mua hàng? Dưới đây cũng còn hàng, người người cõi ông còn hàng, có hàng đó. Hả? Tôi cũng tưởng tượng vậy đó. Rồi ông má có đốt không? Trời ơi, đốt đâu mà đốt, tôi chết một cái hả? Bà đi chùa, bà lại đâu có nửa tháng vậy. Rồi kiểu như bà mừng, má tôi bà mừng, bà nói thoát nạn rồi, hết nghiệp cái thằng quỷ đó rồi. Rồi thì bởi vậy ông sống tới cái mức quánh mã đó, ngày mình bất tử quá mà ai cũng vậy, gặp người khác người ta cũng quánh ông luôn chứ, ông quánh cha mẹ rồi. Trong khi mà bà đi lại nửa tháng gì đó, có một cái ông sư ông thầy gì đó đưa cho bà một cái cọng dây bùa với phép gì đó. Rồi bây giờ bà để ngay chỗ cái bàn thờ của tôi đó. Rồi là kể từ đó là tôi ra khỏi nhà luôn đó, dắt dơ dưỡng tới giờ luôn đó. Không biết cái phép gì đó tôi không biết, mà tôi ở nhà không được, phải đi ra ngoài đường lang thang ở rồi. Bây giờ tôi mới ở đây là 13 năm nay rồi đó. Ngoài cúng kiến chồng ông gặp tôi cũng cúng là nó ma nó bỏ vô mất xác thì khổ, sống như kiểu ráng mà tu mà sửa, rồi ráng lo làm ăn cha mẹ có của mà không chịu, mà còn báo hiếu cho mẹ gì. Chết xong rồi còn về ấy thôi thua rồi. Thì cho nên bây giờ ông chết mười mấy năm nay thì ông cũng biết cái sai của mình không, biết làm gì là có đúng không hả? Biết chứ, chết rồi mới biết cái chuyện sống có biết đâu. Đó thì chết rồi mới biết đây nè, ngồi đó đó ngẫm nghĩ hoài đó, suy nghĩ là mình làm gì trước đó sai. Suy nghĩ nha. Sao mà lúc mà người ta con người ta chết đó, cha mẹ người ta cúng kiến, cha mẹ người ta khóc lóc, cha mẹ người ta thương tiếc, sao mà mình chết cha mẹ mình còn mừng nữa. Rồi nghĩ vậy đó, rồi mình hối hận. Phải biết vậy, hồi đó đừng có báo cha báo mẹ, đừng có chửi cha mắng mẹ. Thì chắc giờ tôi cũng có vợ có con rồi, cũng đâu có rồi, vợ con anh. Đâu có phải thành cái dung hồn như gì. Nghĩ cũng hối hận lắm. Giờ mà, là mình có lỗi phải không? Nhưng mà có giờ ai đâu mà giúp cho tôi cái gì đâu. Thì bây giờ chết rồi thì bây giờ tôi có duyên gặp tôi thì tôi sẽ giúp trong về ngôi chùa tu để mà ăn năn sám hối hay kinh kệ đó, cô đức có phước lại rồi mau chuyển kiếp đầu thai thành người, chỉ còn có con đường đó thôi chứ không còn đường nào nữa trơn ấy. Giờ có chịu tôi giúp đi về chùa tu không? Vậy chịu. Là hàng ngày ta cúng bánh trái đầy chịu. Đủ cho mình được ấm no chịu, nhưng mà tôi hỏi ông cái hỏi ông gì? Ông nói ông là pháp sư rồi. Tôi thì tôi chết 13 năm nay rồi. Nhưng mà tôi không có xuống dưới địa ngục dưới. Nghe nói mà ông có biết là ông là pháp sư mà ông có biết là cái tội là bất hiếu bánh cha bánh mẹ như tôi đó, rồi là tôi có bị đọa xuống địa ngục không ông pháp sư? Có tội đó, có đó, nhưng mà do ông chết bị ngáo đá. Rồi lúc đó ông chết là lúc 22 tuổi hay nhiêu? Đúng, 22 tuổi. Thì chết giống như là kiểu như là chết này gọi là chết chưa có mãn thọ thì mới chết. Cho nên là mấy ông kia không có ông, mấy ông ở dưới quỷ sai cũng như là hách bạch tiểu thường không có bắt ông đi dưới. Thì chờ thôi, chờ ngày tới khắc của ông, không biết cái mãn thọ của ông đã lúc nào chết. Thì ông cứ giờ ông chết ông phải chịu khổ. Thứ nhất là trả cái nghiệp gì bất hiếu cha mẹ tại cái trần gian hiện tại bây giờ. Rồi sau một thời gian dài ông đã mãn thọ rồi thì ông hách bạch chủ thừa sẽ bắt ông về dưới để lãnh tội, trừng trị tội ông. Bất hiếu là tội nặng lắm đó nghe, phải dần vừa đậu độ địa ngục đó. Cho nên bây giờ hôm nay thì thôi cũng hỷ xả. Tôi là một đất tôi giúp dân mà mình phải từ bi hỷ xả chứ, giờ tôi đâu có bắt ông, đâu có ép ông, đâu có bỏ ông được. Bởi vì thấy gì gì thì chắc tôi giúp ông. Ông nói đúng rồi pháp sư ơi. Tôi chết 13 năm nay rồi.
mà ông nói cái gì chưa hết dương thọ gì đó. Vậy là tôi chắc tôi bị tôi chết yểu ha, rồi thì gần như là chết yểu đó. Bởi vì nó là chưa có hết dương thọ rồi cái quỷ sứ rồi chưa bắt tôi đi trị tội hả? Vậy là tôi có tội hả ông pháp sư? Tội nặng luôn, cái tội nặng gì? Bây giờ thì chỉ còn đường thoát tội là tôi giúp ông về ngôi chùa đó, tu lành tu hiền để mà sám hối niệm Phật, Đức Phật gia hộ cho, học kinh sám hối, biết những gì mình làm sai trái với ba mẹ, biết mình làm gì không có đúng cho xã hội, thì cứ như vậy thôi, thì ráng mà tu, thì một thời gian ngắn thì ắt sẽ chuyển kiếp đổi thay thành người. Nhưng mà về ngôi chùa tôi á, là tu là chuyển kiếp thành người luôn, chứ không có đi xuống lại địa phủ đâu, đừng có sợ nữa. Được vậy luôn hả? Đó, đi không? Thì chứ nếu mà được vậy tôi đang sợ nè, nếu mà dương thọ tôi mà mãn rồi đó, tôi không biết tôi đi về đâu nè, quỷ sứ rồi nó bắt tôi nè. Đi về đâu? Quỷ nó bắt ông đi xuống dưới chứ đi về đâu, bắt ở dưới trình tội, tội ông ở dưới cho độ địa ngục dưới á, bắt hiếu là độ địa ngục à. Vì là tôi đi theo ông á là tôi sẽ được đi đầu thai luôn hả? Khỏi đi xuống dưới hả? Đúng rồi, theo về ngôi chùa tu rồi đầu thai luôn, chứ khỏi cần là ấy nữa. Giờ chịu không? Hay dữ ta. Chịu sao không chịu? Chịu bây giờ đơn giản là tôi không nói được nhiều nhiều. Ông tâm phải về đó ráng mà tu, nghe kinh nghe kệ, sám hối những gì mình làm nó sai trái, rồi ắt là sẽ một ngày nào đó thì Đức Phật gia hộ cho mình sẽ kiếp thành người. Bây giờ thì đi thì đơn giản thôi, chắp tay niệm sáu chữ Nam Mô Phật tôi giúp cho đi nha. Thôi, tôi đi chứ được ông giúp tôi là tôi đi à? Ráng gì đó tu nha, không có quậy phá nha. Quậy phá lúc còn sống thôi chứ giờ thành quỷ thành vong rồi. Hối hận rồi chứ quậy phá gì được cái đâu. Chỉ quậy phá là lúc mà mới chết á, quậy phá ông già chút đỉnh hả? Rồi, chắp tay niệm sáu chữ đưa đi nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi. Rồi đóng bà bắt ơi. Em cũng đã giúp được cái dòng về con ngôi chùa tu rồi. Thì chắc lẽ video Lâm kết thúc tại đây, không nói vòng nhiều nhiều nữa. Lâm sẽ trở lại đây, khu vực này còn rất là lớn. Nghe nó như lò gạch vậy, Lâm sẽ tìm kiếm Dung Hồng ở đây, còn họ mà giúp đỡ họ nha. Rồi, video Lâm kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại những video tập tiếp theo. Chào tạm biệt các bác nha.